Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Vậy là ngôi nhà của Kim Chi cùng với ông bà nội của mình cũng đã sắp hoàn thành. Chỉ còn vài tấm la phong nữa thôi thì coi như là cái phần mái ở trên á làm mát và trang trí ngôi nhà cũng đã xong. Anh Hải cũng đang lắp những cái tấm la phong cuối cùng. Và để xem cái công đoạn của anh lắp như thế nào thì mời cô bác quý anh chị cùng vô đây với lại Bùi Hồ ha. Chỉ còn vài ba tấm nữa thôi là xong rồi. La phong này màu rất là đẹp cô bác quý anh chị. Đây còn hai tấm. Đây. À đẹp ghê chưa? Hai tấm nữa xong hả anh Hải? Đẹp quá luôn. Ở ngoài này chừng nữa là mình dừng ra thêm gì không anh Vũ, hay dừng tôn lên không? Cái đó thì cái kỳ ngày giờ đó lấy gió rồi vé máy. Dạ. Tại vì cái máy của mình đang bơm tút ngoài là không có sợ tạt, chỉ lấy gió mà. À. Hình nữa là cô bác anh chị đừng lo việc mà nó tạt ha. An tâm. Dạ. À, bây giờ thì Linh cũng đang làm cái cửa ở đằng sau nè. Và cái phòng này thì sẽ làm cái cửa ngay tại chỗ này. Cửa ngay tại chỗ này thì nó sẽ rất là đẹp luôn. Và ở trong clip trước á Bùi Hồ có nói là cái miếng alu á mà giả đá thì anh Vũ nói ở đây không có, thì chọn cái màu đó là alu giả gỗ anh Vũ ha. Giả gỗ. Dạ. Alu giả gỗ màu cũng đẹp lắm. Tại vì ở ngoài sau nhà cũng là bằng cây nữa. Nên anh Vũ chọn luôn cái màu giả gỗ thì nó cũng rất là đẹp dễ thương. À. À đẹp ghê chưa? Đại phần ngoài sau nhà ngoài sau á còn gỗ đồ nữa nên là nữ màu này cũng có duyên lắm. Chiều nay xong không anh Dũng? Chiều nay chắc không kịp rồi anh ạ. Không kịp rồi hả? Em đồ ăn thôi. Dạ. Chị anh Vũ thôi tôi đồ ăn. Sao? Ở ngoài đằng sau đó mình còn một miếng đó mình làm thêm một tí bên đây ở ngoài nhìn vô được không? Em nói giật cái phần này thôi. Cái phần ở trước này thấy nó cũng, cái lam này thấy nó cũng đẹp. Cũng được. Mà anh Vũ hàng mấy cái sông, cái lam sông lam nó đẹp ghê ta. Thợ thầy có khác ha. Đẹp lắm cô bác anh chị, đây là cái phần la phong nè. Anh Hải anh làm mười mấy năm rồi, nên là nữ. Mình thấy cái tay anh gọc gọc vậy đó, chứ mình vô mình gọc là hồi xéo xẹo luôn. Dạ. Ở trong này nè anh Hải. Dạ. Cái ngoài này khỏi. À. Nó còn cây không? Cái đó bắn trực tiếp vô phải vậy. Bắn trực tiếp vô luôn. Còn la phong mình cắt cho mình bắn vô luôn. Cho nó đẹp. Dở dài cho Vũ làm trước đi. Cho nó tinh đây. Cái này là còn la phong này mình bắn vô một miếng nó nữa được không anh Hải? À, bắn trực tiếp vô luôn mình khỏi bắt cây vô. Ngôi nhà mà muốn đẹp là phải có thông qua anh Hải ạ. Ảnh từ ở chợ mới An Giang anh Hải ha. Dạ. Trời ơi. Bây giờ là xong tới anh Hải xong rồi tới anh Vũ chuyển sang làm phòng hả? Không anh. Dạ, anh ấy phòng được. Dạ. Nhà cái phòng khách này rất là rộng nha cô bác anh chị. Bề ngang là 3,5 m, bề dài là tới 4 m. Đây, đẹp lắm. Cực kỳ đẹp luôn. Anh Hải tính nếu như mà làm thẳng dồn đi dồn lại khoảng chừng 3 tiếng hơn hả anh Hải? Trên anh, tại vì 9, 10 giờ, đâu 11 giờ. Dạ. 11 giờ tiếp này cũng nhiều tiếng rồi.
Dạ. Tối đêm nay nội ngủ lại ở đây, sáng mai về nha. Cái dàn giáo này cũng phải mướn ở đây. Có vàng làm mới được chứ, gới làm. Dữ nè. Rồi chiều nay là chủ nhà chuẩn bị cháo vịt nữa kìa. Làm cho chủ nhà là không lo khác, không lo đói luôn á. Không có sợ đói, sợ khác. Ồ, có La Phong vô nhìn ngôi nhà nó khác liền hả cô bác anh chị? Còn đi điện nữa, rồi lót gạch nữa. À, cả xóm lại rồi để mà coi luôn nè. Đúng không? Dạ. Có lót gạch rồi đúng không? Lót luôn. Lót luôn ạ. Dạ, cô thấy nhà đẹp không? Đẹp, đẹp. Không lại không có lấy, hôm qua đây không có lại. Lót luôn. Dạ. Nhưng mà ngôi nhà đóng La Phong mà không có dán gạch thì nó không có hoàn thiện lắm. Không có lót thì nó không thấy đẹp mà nó không có sạch ha. Dạ. Lót lên nữa là đẹp lắm rồi đó. Chú mày nói mau. Mà cô thấy cắt nhà mau không? Mau. Hai ngày thôi. Ừ. Còn ngày mai 3 ngày, 4 ngày là xong. 4 ngày là xong. Dạ tại còn... thấy có không dễ dở mà nặng luôn mua rồi đâu có lợi đâu. Bữa nay lại coi thử hả? Bữa nay lại coi đẹp chưa? Thấy dân Đồng Tháp chạy xuống hơn 100 cây xuống á. Dạ. Dạ, bữa sáng thì chiều về. Sáng xuống. Ra ngủ ở ngoài nhà trọ ngoài Vị Thanh. Vậy hả? Dạ. À. Dạ. Hàng khéo hả? Đó ông đó là mấy ông thợ hàng đóng La Phong, anh thấy khéo không? Nhà này không ngủ. Không, ngoài kia ngủ sinh hoạt cho tiện. Ở đây tiện máy lạnh đàng hoàng luôn mà. Trời ơi, ngon chết khẩu đi chi cho nó giống tiện. Thôi anh em đông lắm, thành thử là nguyên là... cái nhà này mấy ông ngủ chừng chục người cũng được. Dạ. Không có ai đâu. Dạ. Ngon chết luôn trời. Là thấy đóng La Phong khéo không anh? Tới Đồng Tháp thôi không? Đẹp. Đẹp là được rồi. Đẹp. Màu màu sáng cô ha. Này mà chỉ cần dán gạch lên nữa thôi là êm rồi. Dán gạch nữa là sập cái lắm rồi. Thấy sáng. Ủa sao đóng La Phong mà phải đóng nó bằng cái cây với nẹp dưới này. Tí xíu nữa anh đang làm đó, anh đang làm đó. Nó đừng hở đó. Dạ là anh đang làm đó. Thấy bà nội của Kim Chi cắt thấy bất ngờ không? Bất ngờ. Bất ngờ sao? Thấy sao mà thấy xuống dở dở thế, nó tính đâu là chưa. Mà với lại tưởng nào trúng số không hả? Tính là trúng số. Dạ hả? quay đưa lên đầu cổ thế kia đó nghe mới vậy. Dạ. Nói ở trên hỗ trợ gì đó. À dữ ơi, đưa lên đầu cổ thế kia nè mới gọi đầu. Không nhưng mà đâu cái gì đưa lên. Dạ đưa lên đấy nè. Ủa gì đó hả? À. Dạ. Ai biết đâu à. Không nhưng mà mộc mạc dễ thương. À, nói anh thợ đóng La Phong đẹp quá kìa anh thợ. Đó, hàng là anh này anh hàng không nè. Anh Vũ ơi. Ba nói anh cắt nhà sao đẹp quá vậy? Nguyên xóm kéo lại coi nhà anh cắt kìa. Dạ, cảm ơn anh. Chứ còn làm sao làm có người đang đẹp là mừng rồi. Dạ. Anh sớm anh nói là La Phong đóng vậy, nói đang gáp lại. Anh nói sao La Phong vậy? Rồi lúc đầu mình chút xíu là anh Hải làm hết cái phần này là xong luôn nè, là đẹp lắm. Ở đây rồng luôn. Dạ. Này là bản lề của cái cửa sau á. Cửa sau nói với lại cái không gian bếp á. Ừ. Linh làm cũng giỏi lắm, trẻ tuổi nhưng mà làm rất là dễ thương. Chịu khó lắm mọi người. Anh nhìn mấy người thầy thợ ở đây là tức là làm bắt chước luôn á. Gọi là làm có tâm anh, chứ làm bất chấp là... Anh nói là không nghỉ ngơi á, bất chấp thời gian á. Bất chấp sức khỏe. Chứ không phải là làm cẩu thả cho mọi người. Tức là vừa qua vừa ăn cơm xong là các anh thợ đây là không nghỉ ngơi luôn. Còn hôm qua đó cả nhà thì hôm qua là làm tới... 7 giờ. 7 giờ tối luôn. Quá trình.
mở cửa ra ngoài hay lên ha. Dạ, ba mình lấy rồi mới tới qua. Không được, cũng gì cũng được. Ồ, vậy đẹp á. Rồi bây giờ tới bắn bản lề vô ha. Ôi được không, coi chừng ngã nha. Cây này yếu lắm á Linh. Bắn cái hai cái bản lề này nữa là xong. Xong cái phần cửa sau. Cho nó ra ngoài ba. Đụng cái bên kia ra ngoài. Đụng cái bên kia cho nó ra ngoài. Rồi. Bắn bốn con ốc là nó khỏi sợ sức luôn ha Linh ha. Dạ. Lúc trước anh nhớ bắn lề là nó có hai con ốc ha Linh hả? Dạ, lúc trước nó chẳng là 4 con. Ủa sao tháo rồi? Bắn ở giữa trước ha. Sao nhà đẹp không chú? Chú ơi. Dạ. Đẹp. Đẹp. Mừng dữ ha. Mừng dữ lắm rồi. Dạ hả? Dạ. Mấy ngày nay không ngủ mà cũng không thấy buồn ngủ hả? Dạ không. Quá mừng rồi, hết buồn ngủ rồi. Hết buồn ngủ rồi. Cô nấu cháo xong chưa? Chắc xong rồi chú. Sắp xong rồi. Thầy nghĩ ta nghĩ là có dùng đó. Dạ. Dạ. Cầm cái giá đâu á? Cầm giá đi đâu á? Đi lên chỉnh nước cháo nha. Thao. Nấu xong lâu chưa? Nửa tiếng hả? Cháo giật làm gỏi. Dạ, thấy anh thợ làm đẹp không? Đẹp. Đẹp sao? Chế hay chế ở đây là chưa thấy ai mà qua tay chỗ này luôn á. Dạ hả? Nhiều cái nhà lắm, đó. Chưa thấy sao con trên đó đi. Vô đây cho cô bác tí, cho cô bác anh chị coi lao phong nè. Anh Hải làm giật cấp đẹp lắm. Đây, cái phần này là bình thường đúng không? Nãy giờ anh làm cái phần này đâu gần cả tiếng đồng hồ rồi. Đóng lao phong ở trên nó nhanh nhưng mà làm mấy cái tỉ mỉ này nó hơi cực tí xíu. Đây giật cấp qua bên đây nè cô bác anh chị, nó sẽ liền khối hơn. Nên là nữ là cái phần như thế này, mỗi cái nhỏ nhỏ nó làm cho cái ngôi nhà mình nó cực kỳ đẹp luôn. Đó. Đẹp ghê chưa? Ai cũng lại nói khen trầm trồ, khen đẹp hết. Lao phong đẹp, mấy anh thợ cắt nhà cũng đẹp luôn. Công nhận luôn đó, quá hay luôn. Con nhà có ông này, ông chú này ông chỉ đạo nè. Mấy nhà ông chú này lớn tuổi chứ ai nhà ở đâu tuổi bằng tôi. Bằng tôi. Bằng tuổi luôn. 56. Dạ. Ra đây thông báo cho tin vui nè. Ra đây. Con. Sao, tin nào nữa đây? Chịu dán gạch không? Trời ơi, được nữa là mừng nữa đó. Dạ hả? Dán cũng được mà không dán cũng được đúng không? Đúng rồi. Yêu cầu ở trên nó làm vậy là được rồi. Dạ. Đó. Chỉ có dịu như vậy thôi. Mà bây giờ mấy chú từ từ nâng cấp lên hoài mà ngôi nhà chị sang trang lên cái không biết nói sao nữa. Bây giờ thông báo với lại cô nè. Sáng nay nhận được một cuộc gọi của chị Chi ở Mỹ. Chị Chi sẽ hỗ trợ luôn cái phần làm gạch men. Lót gạch men. Dạ. Được không? Trời ơi, vậy là mừng lắm. Tính là... Chú ơi! Sao? Tính che nắng che mưa được rồi. Ở dưới thì phần ở dưới này mình sạch sẽ dò được rồi, không có xình. Được rồi. Cô kêu hung cô một cái kìa. Thôi không giờ kỳ quá. Sao kỳ? Để tối bà tắm chích dầu thơm mà không có vô. Ôi nói vậy chứ ổng có hung chị đâu mấy chú ơi. Kìa nói không có hung kìa. Không hung. Tại cái hầm râu ống quá trời luôn, đưa vô mặt thì không có được. Chú dạ. Con chào chú lúc đầu thì cô chú nghĩ là mình sẽ được sửa lại cái lập lại cái hàng mái tôn ở trên thôi.
nhưng mà không ngờ thì trở lại nguyên cái ngôi nhà. Thì bây giờ là nhận thêm được học sinh nữa là sẽ lót gạch men cái bằng làm vừa ở dưới anh Phúc. Dạ hả? Dạ, ơi, mắt đỏ. Sao? Quá mừng. Mừng nữa hả? Dạ. Quá sạch luôn rồi, đặng cho Kim Chi nó lết vô lết ra. À. Nó lết, nó lại trước thì nó khỏi kêu mình ẩm nó lết. Còn cái chức năng mẹ thì nó lết không được. À. Có nghĩa là không có gạch là không bao giờ bò à, tới lết tới lên lui được. À. Tại Kim Chi là không có đi đứng được, chỉ có lết thôi cô bác anh chị. Rồi bây giờ lót gạch là mừng dữ không? Mừng dữ luôn. Mừng sao nói nghe coi. Mừng dữ lắm, mừng luôn. Mừng rồi cho cháu cứ lết vòng vòng cho nó thoải mái. Bây giờ bên đằng gái nói rồi, tới bên đằng trai. Thì mấy chú mà cho nó thêm được cái vụ cái nền đó thì quá chạy tốt rồi, quá mừng luôn. Nông dân chính hiệu không? Thật ra là thương gì nè, mấy ngày qua là ở đây là cô chú chạy đôn chạy đáo cái việc mà lo cho các anh thợ ăn uống, rồi thậm chí là không bao giờ cái phiền hà, thậm chí kêu chọc hết dừa đi, chừng nào hết tôi đi kiếm cây khác tôi leo. Và cho gì nhận đó à, không có bao giờ đòi hỏi hết á, cứ được nhiều hay nhiều. Cái tin mà nhận được Bùi Hồ, nhận được hồi sáng á, từ chị Chi á, thì Bùi Hồ cũng không có thông tin với lại cô với chú. Dạ. Đến chiều này thì cũng khá là mệt mỏi, nhận cái tin vui cho nó có thêm tí động lực vào một buổi chiều như thế này. Dạ. Dạ, bây giờ chắc có lẽ là cô chú bây giờ mình nói một cái lời nào đó cảm ơn đến quý mạnh thường quân đi, vài ngày nữa bàn giao mình cảm ơn tiếp. Dạ. Thì cái này á, trước á thì cảm ơn mấy chú, và sau đó thì cũng gửi lời cảm ơn những tấm lòng vàng của những mạnh thường quân gần xa trong nước và ngoài nước để giúp đỡ gia đình chúng tôi. Giờ tôi cũng biết nói sao nữa, thì chân thành thật lòng là rất là cảm ơn và mang ơn nhiều lắm. Khóc luôn rồi. Tưởng đâu là chỉ có cháu nội mít ướt thôi, bà nội cũng mít ướt nữa. Trời ơi, nói vậy chứ bà nội gì chứ động vô đây lâu lắm rồi đó. Không có việc đó. Cảm động luôn ha cha. Mừng. Ba. Mừng không có một ngày nào để cho cháu nó thoải mái. Bây giờ mà nếu mà nó có cái nền gạch mông, cái nó vô ga nó thoải mái, nó thư giãn được, mừng lắm luôn nữa. Mừng nữa. Ba sát nhà rồi. Sát nhà trước là sát nhà lá, sát nhà thứ hai là được các chú bên từ thiện á cho là còn nhà cây lần này nâng cấp hơn tí xíu, là có được nhà bằng tôn với lại sắt. Cái này ở rất là lâu, 30-40 năm là chuyện bình thường. Yeah. Thì cố gắng giữ gìn sức khỏe để mà chăm cháu mình, cho cháu mình học thành tài, mai mốt báo hiếu lại. Rồi lắm rồi, có cái nhà ở thì cái phần mình ăn uống không thẳng tụi cần lo à. Dạ. Nếu như mà mình bán rau muống với lại văn lưới là bao lâu thì mình sẽ cắt được ngôi nhà như thế này? Chắc hết đời tôi quá không cắt được đâu. Cái mơ ước là không được đâu. Mơ ước. Dạ. Chỉ mơ ước mà tới cái lúc mà trăm tuổi già đó, theo ông bà đó, rồi con cái nó cắt cho mình cái nhà, đằng thứ mình có nhà ở thôi. Ôi trời ơi, nghe nói thấy thương thôi. Chứ giờ không mong. Mà được gì thì đã quá quý rồi. Cũng nhờ cô chú anh chị mạnh thường quân gần xa trong nước và ngoài nước giúp đỡ cho bé Kim Chi với gia đình tôi. Chú nói gì đi. Tôi ít lời lẽ mà nói khi nói ra không có là cái câu nói nó nghe hay rồi mắc cỡ. Nghe thật là được rồi, khỏi cần nghe hay. Trời, ảnh mà ổng mà tà chị đó, chứ gặp con nào cái vụ không lời lẽ này nó bỏ rồi chú ơi. Khi nói mà bậy mình còn chưa hay nữa. Nên là nữ là cô chú là thương mạnh thường quân á, thương cô chú là vì cái thật chứ không cần lời lẽ nhiều. Dạ, chị nông dân chân chắc mà có sao mình cứ nói vậy thôi. Dạ. Chú nói lời cảm ơn đi. Dạ, cảm ơn mạnh thường quân, cảm ơn thăm mấy chú. Dạ, về đây tôi đãi cho cá mè Vinh ăn. Dạ. Dạ, sao cười? Cá mè Vinh nè, ổng ăn rồi để lại tôi ăn, muốn chết thì cũng đòi cá mè Vinh nữa hà. Thôi bây giờ thì chắc có lẽ là cũng chiều muộn rồi, cô cũng phải vô múc cháo để ra đãi các anh thợ. Bây giờ cũng gần 6 giờ và các anh thợ làm đến trời mặt trời lặn luôn vẫn chưa xong. Và gấp rút làm cái phần dần cái phần phòng khách đó cho nó xong. Còn phòng ngủ với lại cửa sổ thì ngày mai mới làm tiếp. Thôi cô vô múc cháo đi để cho các anh thợ là vừa ha.
Bây giờ thì cũng đã chiều muộn rồi, các anh thợ vẫn đang cố gắng gấp rút hoàn thành cái phần phòng khách. Đây là cái phần la phong nè, cô bác anh chị thấy không, rất là đẹp ha. Cái này nữa là thấy đẹp rồi nè, quá đẹp luôn nè anh. Ở đây la phong giật cấp nè, thấy không? Ồ, giật cấp. Anh ấy giống như nhà ai biết không? Út Nhất. À, phía trước á, anh tưởng như là ở trên anh á, nó sẽ là có một cái thùng một cái gọi là cái thùng gì đó nè, ở phía trên nè, và xuống là một cái thùng nè. Nhưng mà thấy đẹp không? Đẹp, đúng rồi. Cái này là do sự thiết kế khéo tay của các anh thợ sắt, rồi cộng thêm của mấy anh thợ la phong nữa. Cố gắng lên anh Hải ơi. Rồi ơi. Rồi ơi. Thấy làm nhà cho Bùi Hồ mà nó yêu cầu giữ giữ không? Anh Hải ơi. Thấy các nhà này mà Bùi Hồ nó yêu cầu làm anh cực dữ không? Cũng anh nữ là ở khu vực Chợ Mới An Giang, mà ai mà có muốn đóng la phong thì liên hệ với anh Hải nha. Anh Hải anh đóng rẻ lắm, ai mà bao gụ là ảnh khỏi lấy tiền la phong luôn. Nói chơi chứ anh Hải là đóng la phong chuẩn lắm. Mà thế nha, các là... cái miếng đó ra là hai đầu là có những cái dấu đó cũng nó đều nhau luôn nè. Cái người thợ la phong đóng hay mà gọc xuống một cái gẹt là khỏi gần gì hết á. Đó, hay không? Ừ, ta dọc cái đường răng luôn. Một miếng nữa xong hả anh Hải? Nhìn vô cho la phong là không có kẻ hở luôn á anh Cồng. Ừ. Ủa, cái tranh nữ xong là mình ăn cháo vịt anh Hải ơi. Giờ thì cũng gần 6 giờ rồi. Và lật đật thì cái anh Hải cũng đã hoàn thành xong cái phần la phong. Những cái chi tiết lớn á thì anh Hải làm rất là mau, mà những cái chi tiết tỉ mỉ á thành thử là nó lâu hơn tí anh Hải ha. Dạ, đúng rồi. Cực dữ không? Cực lắm. Rồi bắn nhỏ nhỏ, bắn trước thì mau, bắn sau lâu. Dạ, bắn sau nó lâu. Thông tin với cô bác quý anh chị, đây là ngôi nhà lúc trước thì Bùi Hồ chỉ dự định là làm la phong ở phần trong thôi, ở phần này thì không có làm. Thì phần trong thì chỉ 40 m², thì anh Hải làm luôn cái phần này là tổng cộng ngôi nhà bề ngang 5, bề dài 10 thì là 50 m². Thì anh Hải nhận là 140.000 một mét vuông, thì là tổng cộng số tiền là 7 triệu đồng. Sáng nay thì Bùi Hồ cũng có giao cho anh 3 triệu để anh đi lấy những cái la phong á, thì lúc đó thì Bùi Hồ không có quay. Bây giờ em gửi cho anh thêm 4 triệu nữa anh Hải ha. Dạ. 1 2 3 4, đây là cái phần la phong, với lại hồi sáng em gửi anh 3 triệu nữa là 7 triệu. Rồi, rồi, đúng. Ha. Rồi. Cảm ơn anh đã lặn lội đường xá xa xôi, thức khuya dậy sớm để đến dưới Hậu Giang này, cách căn nhà cho bé Chi cũng như là bên ông bà nội của bé Chi. Ngôi nhà kiên cố thì là một lẻ rồi, nhưng có la phong thì nó mới đẹp. Thành thử ra là làm gì làm ngôi nhà này cũng phải có la phong, với lại cái phần điện đều phải cho nó an toàn nữa. Và cái kênh Út Đồng Tháp á, là chị Emily với là chú Ba Lùng gửi cho anh với lại anh Đống La Phong, hai người hai chai dầu. Rồi, cảm ơn đây. Chị. Dạ. Rồi, cảm ơn anh nhiều đã lặn lội đường xá xa xôi, mai mốt đồng hành cùng với anh em của tụi em nữa ha. Dạ đúng rồi. Ảnh cũng ít nói lắm, ảnh quen với La Phong rồi thành thử lên mạng cũng hơi run. Cảm ơn anh nhiều ha. Dạ. Thôi thì bây giờ chắc qua đây là trao dầu luôn. Rồi bây giờ là chút xíu ở lại ăn cháo nha anh. Anh Vũ ơi. Dạ. Qua đây cái nhận quà cái đi anh. Dạ. Đi đường xa xôi tối khuya có lạnh bụng gì sức dầu. Dạ. Bây giờ nhận quà trước nhận tiền sau ha. Dạ. Đây là phần quà của kênh Út Đồng Tháp, chị Emily với lại chú Ba Lùng gửi cho cô Emily. Gửi bên anh là bao nhiêu người thợ? Dạ, 5 người đúng không? Dạ. 3 chai. 4 chai. Cái này mai mốt anh về anh có thêm đứa bé nữa anh cho chị sức hiệu quả lắm. Dạ. 5 chai. Dạ. Rồi. Dạ, cũng cảm ơn chị Emily. Với là chú Ba Lùng. Chú Ba Lùng. Dạ. Em cũng rất cảm ơn cô và chúng về chú Ba Lùng. Chú Ba Lùng. Dạ. Còn đội thợ sắt thợ hồ làm nhiệt tình và làm có tâm quá thôi, tôi cũng gửi tấm lòng cho các anh em nên lặn lội đường xa để sức. Dạ, rồi em cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Và phần này là cô Emily với lại chú Ba Lùng của kênh Út Đồng Tháp cũng có gửi cho các anh thợ hồ
và anh Hợp thì 2 ngày nữa sẽ quay trở lại đây. Thì khi anh Hợp quay trở lại thì Bùi Hồ, nếu như mà Út Đồng Tháp có ở đây thì Út Đồng Tháp sẽ trao, còn không ấy thì Bùi Hồ sẽ thay cho kênh Út Đồng Tháp để đại diện cho cô anh Mê Lì cũng như là chú Ba Lùng để gửi cho anh Dũng với lại hai người thợ còn lại ha. Dạ. Thôi thì bây giờ cũng cho các anh thợ nghỉ tay chứ bây giờ gần 6 giờ rồi anh. Dạ bắt đầu nghỉ rồi. Ờ để đâu làm quá bóc lột sức lao động á. Thôi có nghĩa là làm từ 7 giờ sáng tới giờ luôn không nghỉ luôn mà cố gắng công việc hoàn thành cho xong gấp rút mưa. Hồi sáng này sợ mưa đó anh Vũ ha. Dạ. Bây giờ xiết đang mà lợp nó che mưa được làm ở trong nhà. Dạ. Dạ. Dạ thôi, rồi nghỉ tay rồi sau đó là ăn cháo, chủ nhà cũng chuẩn bị một nồi cháo dập to đụng trong kia kìa. Dạ. Ngày nào cũng có món ngon hết trơn á. Dạ. Thôi thì cũng chân thành cảm ơn cô Emily cũng như là chú Ba Lùng bên kênh Út Đồng Tháp đã hỗ trợ cho các anh thợ ha. Rồi cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã xem video clip đến thời điểm này, còn danh sách Mạnh Thường Quân á ủng hộ thì Bùi Hồ sẽ công bố khi mà bàn giao nhà. Còn bây giờ thì đợi các anh thợ xong thì sẽ dùng cháo sẽ quay một đoạn ngắn nữa cho cô bác quý vị xem rồi kết thúc clip luôn ha. Sao rồi? Sao chú không chịu ăn cháo? Bây giờ mừng quá rồi, ngon lành, bây giờ mừng quá, giờ ăn chưa nổi này chú ơi. No luôn hả? No luôn. Cái này là mơ ước đúng không à chú ha? Đúng rồi, mơ ước bây giờ thành sự thật luôn đó. Thông tin với cô bác của anh chị là sau khi cất nhà xong các mời các anh thợ vô ăn thì chú ở ngoài này chú coi cái ngôi nhà hoài à. Dạ, quá mừng. Mừng muốn khóc luôn hả? Dạ. Sao thấy ngôi nhà đẹp không? Đẹp chứ lắm mà chú ơi. Quá đẹp. Hồi đó giờ mình không nghĩ là mình có ngôi nhà gì đúng không? Dạ. Nghĩ không nổi đâu, không dám mơ. Tối nay ngủ ở trong này hay là ngủ ở trên kia? Ngủ trên kia chú ơi. Thôi chúc mừng chú ha. Dạ. Còn vài ngày nữa là dạ, có nhà mới ở rồi. Dạ. Cũng xin cảm ơn chú nhiều nha. Chú tận tình gia đình tôi thì tôi rất nhiều. Dạ. Không có Mạnh Thường Quân thì con cũng không có làm được đâu. Thì con chỉ chung tay với nhau thôi. Dạ, thì cũng nhà chú trước đầu tiên nếu không có chú làm gì mà có được cái này. Thì trước tiên là cảm ơn chú nhất. Trời ơi, cảm ơn. Rồi, vô ăn đi để thôi xỉu giờ, không gà thức khuya chứ không ăn. Mừng quá no luôn.